Hello, xin chào các bạn nha. Các bạn là tín đồ của Men Lam thì hôm nay em có một chiếc bình vẽ màu lam rất là đẹp luôn này các bạn này. Chiếc bình này của Nhật các bạn nhé. Bình của Nhật vẽ màu xanh lam rất là đẹp. Dáng cũng rất là tuyệt vời các bạn ạ. Đây cho mà các bác xem nhé. Đấy, đây là cảnh phong thủy hữu tình này, rất là đẹp này. Đấy, bên này có một cái tích như này nhá, và mặt sau cũng có một cái tích như vậy, vẽ hai mặt như thế thôi nhé. Nó phong cảnh hữu tình, sơn thủy hữu tình. Các bạn nhìn tổng thể đây nhé, nhìn tổng thể đây. Chiếc bình này chiều cao là cao 36 các bạn, miệng 10 bụng 80, cao 36 miệng 10 bụng 80, vẽ rất là đẹp, màu xanh rất là tuyệt vời, dáng cũng rất là đẹp. Đấy, bác nào yêu quý thì xin mời giao lưu nhé. Giá là 4 triệu mốt, em bao ship bao bản vỡ cho các bác toàn quốc. Đấy, 4 triệu mốt cho chiếc bình này thôi các bác. Đây các bác nhìn vẽ hoa văn rất là đẹp luôn. Đây hiệu đề của em ở đây các bác này. Hiệu đề đây, Arita, gốm sứ Arita rất là đẹp. Ở chiếc bình vẽ Men Lam quá đẹp luôn, rất tuyệt vời. Miệng đây các bạn, bóng bóng nhẫy luôn, men sáng bóng đẹp, màu xanh mướt mượt. Mời các bác giao lưu nhá. Cảm ơn các bác đã xem video của em ạ. Thank you. Chào tạm biệt các bác.